Xin chào các bạn, mình là Hiền và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại tất cả những mẫu câu ngữ pháp mà chúng ta đã học ở chương trình N4 Idiasca ok, à, các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé Đầu tiên chúng ta sẽ có mẫu câu ngữ pháp rất là quen thuộc cũng như là rất là có tính ứng dụng rất là cao luôn Đó là gì nhỉ? Vete itadakemasen ka Đúng ạ. À, thì cái này nó hơi dài một chút, mọi người có thể luyện đọc đi, luyện đọc lại nhiều lần để quen miệng hơn nhá Động từ chúng ta chia về thể tệ, sau đó cộng với itadakemasen ka là cái mẫu câu sử dụng để nhờ và ai đó. Nhờ ai đó làm hộ mình, làm giúp mình một việc gì đấy. Đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta nhìn à, nhìn vào cái ví dụ ở phía dưới nhé. Y sensei o shoukai shite itadakemasen ka? ở đây là gì nhỉ? À, anh chị có thể gì đấy có thể giới thiệu giúp em một thầy giáo một cô giáo nào đó tốt hay là giỏi được không ạ được chưa một cách nói lịch sự nhé nên mình có thể dịch tiếng việt nó lịch sự hơn một chút được chưa hai ok tiếp theo chúng ta sang đến mẫu câu thứ hai ở đây chúng ta có từ để hỏi từ để hỏi cộng với da i deska vậy thì những từ để hỏi chúng ta có những cái từ để hỏi như thế nào nhỉ như thế là nani hay là đồ cô hay là ít chẳng hạn đúng không Thì sau đó có từ để hỏi rồi chúng ta sẽ cộng với động từ chia về thể ta cộng với đặt đúng không? Đúng chưa Vậy thì cái mẫu câu này sử dụng để làm gì sử dụng để hỏi nên làm như thế nào thì tốt nên làm như thế nào bây giờ đúng không chúng ta nhìn ví dụ này và lên tay đề nhị cho C là nhiêuhé là ờ, Tức là mình nên tặng cái gì cho cho bạn nữ Đúng không? Cho bạn gái chẳng hạn Hay là cho phụ nữ chẳng hạn đúng không? Vào ngày Valentine ấy là vào cái ngày, ngày lễ tình nhân Thì mình nên tặng gì cho phái nữ Đúng chưa? Nhá. Yeah. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái cách dùng Rất là thông dụng luôn Là cái ưng để ừ. Mặc dù là mình sẽ không dịch nó ra thành một cái nghĩa tiếng Việt nào hết Tuy nhiên là gì nhỉ? À, tuy nhiên là nó sẽ sử dụng rất là thông dụng Nó chỉ đơn thuần là mang cái nghĩa nhấn mạnh hơn hay là thêm ý thôi Chứ mình sẽ không cần phải dịch sang tiếng Việt đúng không Thì ở đây nó sẽ có ba cái cách dùng chính Đầu tiên là sử dụng để màu đầu cho một câu chuyện Một cái lời nhờ vả hoặc là một cái việc Một cái lần mình muốn xin ý kiến của ai đó chẳng hạn Ví dụ chúng ta cùng nhau nhìn này wakaranai desu ga Mou ichido oshiete ka à, cái về trước mình có là gì nhỉ? À vì là tôi vẫn còn chưa hiểu rõ Thế nên là à anh chị có thể nói lại, chỉ lại một lần giúp tôi được không ạ? Đó, thì cái ưng gà ở đằng trước nó chỉ đơn giản là để màu đầu cho một cái cái lời nhờ vả mà thôi Đúng chưa? hay. Tiếp theo là cái cách dùng thứ hai, cái sắc thái thứ hai của ưng để sử dụng trong cái câu hỏi nguyên nhân lý do nhấn mạnh hơn được chưa? Câu hỏi ở đây có gì nhỉ? どうして遅れたんですか? Ờ, sao cậu lại đến muộn? Ừ, câu trả lời mình có là バスが来なかったんです。Ừm, thì sử dụng trong câu khẳng định trong cái câu trả lời kia để nhấn mạnh cái nguyên nhân đúng không là gì? Là tại cái cái xe à cái buýt nói sao nhỉ? Nó không tới hoặc nó tới trễ chẳng hạn. Được chưa? Đấy, tiếp theo có một cái cách dùng nữa của in đó là gì nhỉ? À, làm mềm câu và khi mà mình muốn muốn tìm hiểu cái sự tình của đối phương. ví dụ này, "どうしたんですか?" "ơ, oh, sao vậy? Ừ, có chuyện gì thế? làm sao thế? đúng không? thì bi trả lời là, "調子が悪いんです." mình trả lời lại, à, tại là tớ đang cảm thấy không được khỏe lắm, được chưa? đấy nhá thì quan trọng là mình có thể nhớ, đơn giản là nó sử dụng để nhấn mạnh, sử dụng để màu đầu cho một câu chuyện nào đó. thế thôi. ý, Ok, tiếp theo là cái dạng thể khả năng đúng không ạ? Thể khả năng thì cách chia động từ thể khả năng thì chắc là mọi người sẽ phải sẽ phải tự xem lại nhé. Rồi, thì chúng ta có cái cách dùng của thể khả năng. Chúng ta sẽ cùng chỉ cùng nhau nhắc lại về cách dùng thôi. Chúng ta sẽ có danh từ đi với trợ từ gã, sau đó cộng với động từ chia về dạng khả năng. Được chưa ạ? Thì ví dụ ở đây mình có thể nhìn thấy một cái ví dụ rất là đơn giản là kanji ga kakeru. Ý ở đây là gì nhỉ? Mình có thể viết được chữ kanji Hay là Nihongo ga hanaseru Là mình có thể nói được tiếng Nhật Hay là uh, Shinbun ga yomeru Mình có thể đọc được báo báo tiếng Nhật chẳng hạn Đúng không? Nihongo no shinbun ga yomeru Tuy nhiên thì ở trong văn nói Ở trong thực tế khi mà sử dụng ấy Thì người Nhật đôi khi người ta vẫn sẽ sử dụng trợ từ úp, Trợ từ u đó, nhá, đấy là trong văn nói thực tế Còn à, đúng ra về mặt ngữ pháp nó sẽ là trợ từ gã Idiotska Hay Ok, tiếp theo một mẫu câu nữa cũng rất là đơn giản thôi Chúng ta nhìn thấy đây là có N1 và, Đúng không? Đi với cái dấu cộng đó là mang thể hiện cái nghĩa tích cực ừ, Là làm được Tiếp theo đến N2 vạ Đi với một cái dấu trừ, dấu trừ đấy đại diện cho cái nghĩa tiêu cực Ý là mình không làm được Ý yeah. là N1 thì được, nhưng mà N2 thì mình không làm được. Đó, chúng ta nhìn ví dụ này. Nihongo wa hanasemasu ga, wa -hanase ừ. Tiếng Nhật thì tôi có thể nói được. Thế nhưng mà tiếng Anh thì tôi không nói được mấy. Đấy, được chưa? Rồi nhá. Tiếp theo. Ừ. Tiếp theo chúng ta đến cái dekimasu. Ừ, dekimasu. Danh từ đi với ga dekimasu. Ừ, ở phía dưới thì chúng ta thấy có cái vết đựng cốt tổ gà dekimasu Cái này nó chính là cái mẫu câu ở bài 18 ở nửa năm đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ hoàn toàn bằng với danh từ gà dekimasu ở phía trên Với cái nét nghĩa đầu tiên nhá Ở cái nét nghĩa đầu tiên thì hai cái này sẽ bằng nhau được chưa ạ? Với cái nghĩa là gì ạ? Có thể làm gì đó Ví dụ này Tennis ga dekimasu nghĩa là mình có thể chơi tennis Hay là kanji o kaku koto ga dekimasu à, Thì là gì nhỉ? À tôi có thể viết được kanji Thì cái câu này nó hoàn toàn bằng với kanji ga kake được Được chưa? Đấy, nói về cái khả năng mình có thể làm được một cái gì đó đúng nào Còn ở cái nghĩa thứ hai là làm xong, hoàn thành xong Thì cái này chỉ sử dụng dekimas thôi mọi người nhá Mình nhìn ví dụ này Depoto wa its dekimas ka? À, khi nào thì làm xong báo cáo vậy? Thì bi rằng chỉ có trả lời là gì nhỉ? Ashita à, dekimas, ngày mai em sẽ làm xong ạ à. Được chưa? Rồi, ok Tiếp theo chúng ta đến với một uh, cái mẫu câu cũng rất là cơ bản Đó là shika Shika sẽ đi với đuôi nai đuôi ma xem Nó sẽ bằng với à, đa kệ, đúng không? Đa kê thì nó sẽ không đi với dạng phủ định Mà nó sẽ đi với dạng uh, dạng khẳng định Đó là đi với ve được chưa? Còn ý nghĩa thì nó có thể coi như là nó bằng nhau Mọi người không cần phân biệt Nó chỉ khác ở cái đuôi, một cái là đuôi nai, một cái là đuôi a đự thôi Được chưa nào? Ví dụ thì ở đây chúng ta có ví dụ là gì đây? Watashi wa eigo shika hanashimasen. La tôi thì chỉ chỉ có thể nói được tiếng Anh mà thôi. Thì nếu ở đây chúng ta thay cái shika nai bằng với dake thì sẽ có câu là gì nhỉ? Watashi wa eigo dake hanaseru. Hanasemas. Được chưa? Nhá. Hãy. Rồi, tiếp theo đến với cái nagara. À nagara là gì nhỉ? V1 nagara cộng với V2 Động từ sẽ bỏ mát sự đi Cộng với nagara cộng với V2 Là vừa làm hành động này Vừa làm hành động kia Hai hành động nó đồng thời song song Và thường là cái hành động ở vế sau Sẽ là hành động chính Đằng trước sẽ là hành động phụ Đúng không nào? Ví dụ này À, tức là vừa xem tivi vừa vừa ăn cơm Vậy thì hành động ăn cơm là hành động chính Còn xem tivi sẽ là hành động phụ đúng nào đó thì tiếp theo ở ngay phía dưới nó cũng không hẳn là một cái mẫu câu khác nó chỉ là cái cách sử dụng nó phức tạp hơn một tí đúng không thì mình sẽ có vẫn là v 1 bỏ mát sự đi cộng với na gà sau đó cộng với một động từ tiếp ở phía sau tiếp theo sẽ là có hito ski hoặc là chi đấy thì ở đây sẽ là gì nhỉ mình thích hoặc là mình ghét một cái người một cái người như thế nào một cái người mà vừa làm v 1 vừa làm v 2 Đúng chưa thì thực chất ra là cả cái cụm mà v v một nagara v 2 kia ấy nó cái cụm đấy nó đang là, đang là cái dạng này nhỉ là cái cụm định ngữ đúng không định ngữ nó bổ nghĩa cho cái danh từ khi tổ đúng nào chúng ta nhìn ví dụ này Gohan o tabenagara denwa o tsukau hito ga desu đó thì tôi ghét đúng không tôi ghét cái người cái người như thế nào ạ cái người mà vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại ấy được chưa thì cả cái cụ gì nhỉ cái cụ đằng trước khi tổ là go hang op thái bên agara đấy cả cái cụm đấy đều là cái cụm gì nhỉ định ngữ bài 22 ấy, mọi người cái cụm định ngữ bổ nghĩa cho danh từ khi tổ cái người đó là người như thế nào cái người tôi ghét là người như thế nào là cái người mà vừa vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại Đúng chưa? Rồi, ôn lại bài 22 nhá Tiếp theo chúng ta đến với cái dạng là Xì xì ừ, Chúng ta có thể nhìn luôn cái Hai cái tiếp theo, ừ, đúng không? Thì nó sẽ có chủ ngữ X ừ, ở đây đóng vai trò là chủ ngữ Và đi với nhanh nhanh xì xì Rồi cộng với số đề nhị Số đề nhị dịch là hơn nữa là Đúng không? Thì cái đằng sau, cái nội dung ở đằng sau số đề nhị Sẽ là cái nội dung mà người ta nhấn mạnh hơn Đúng không? Đấy, chúng ta nhìn ví dụ này à, Đầu tiên, cái cách dùng này nó sử dụng để, để làm gì nhỉ? Để liệt kê các cái tính chất, những cái tính chất làm sao tương đồng nhau Ví dụ này Sensei wa omoshiroi shi, e shinsetsu da sore ni keken mo arimasu À, giáo viên hay là cô giáo tôi chẳng hạn đúng không? Là một cái giáo viên như nào nhỉ? À, thú vị này à rồi lại tốt bụng này rất là thân thiện rất là tốt bụng đúng không và hơn nữa lại là một giáo viên gì nhỉ ờ, rất là nhiều kinh nghiệm có rất là nhiều kinh nghiệm nữa đấy rồi tiếp theo thì vẫn là cái dạng Xi Xi đó thế nhưng mà nó sẽ không đi với số đê nhí nữa mà nó sẽ đi với số đê đế nhớ số đê đế là gì nhỉ do đó mà vì vậy mà Thế nên là cái cách dùng này nó sẽ sử dụng để liệt kê nên những cái gì nhỉ? Cái nguyên nhân, những cái lý do. Được chưa? Ví dụ. Ame mo futteru shi, nimotsu de Lý do ở đây là gì nhỉ? Có hai cái đó là à trời thì cũng đang mưa, à, hành lý thì cũng nhiều nữa, thế nên là à tôi đã về nhà bằng bằng taxi. Đấy, ý được Rồi, tiếp theo, itsumo ừ động từ chia về dạng về IMASU ừ. thì ở đây nó sẽ sử dụng để nói về một cái một cái thói quen đúng nào một cái thói quen tôi thường xuyên làm cái gì đấy nó có ít sự mố đằng trước luôn rồi mà đúng không ạ? thì mình sẽ nhìn ví dụ này khi mà ntoki itsumo te debi MITE IMASU tức là những lúc rảnh rỗi đúng không? thì tôi thường xem tivi đấy là một cái thói quen của tôi cứ rảnh rỗi thì tôi sẽ, sẽ sẽ thường là sẽ xem tivi đúng không? Rồi nhá. Tiếp theo, động từ chia về dạng VT sau đó cộng với shimai mas nhá. Ở đây là gì nhỉ? Là cái việc mình sẽ làm, mình sẽ hoàn thành cái gì đấy. Ví dụ này. ima kono o yonde shimaimasu. Đúng không? Tức là bây giờ tôi sẽ đọc, đọc nốt cái cuốn truyện tranh này chẳng hạn. Đó. Nhá. Tiếp theo vẫn là dạng shimaimasu nhưng nó chia về quá khứ là vt shimaimashita. Thì ở đây nó sẽ chia ra làm hai sắc thái nghĩa. Vừa nãy là sẽ làm thì bây giờ là đã hoàn thành xong. Đúng không ạ? Đã hoàn thành xong. Thì chúng ta nhìn xuống cái nét nghĩa thứ cái nét nghĩa ở cái nghĩa thứ hai ở phía dưới nhá là đã hoàn thành xong. Ví dụ này. Shukudai zenbu yatte shimaimashita. Ý là tôi đã hoàn thành xong tất cả bài tập rồi. Đó. Còn cái nghĩa thứ hai, cái nét nghĩa thứ hai thì chúng ta cũng rất là quen thuộc dùng trong văn nói rất là nhiều đúng không ạ? Nó có cái gì nhỉ? Là thể hiện sự nuối tiếc cho một cái hành động nào đó, cho một cái việc nào đó mình đã lỡ thế nào đó mất rồi, đúng không? Ví dụ này, sai Phú ổ và shimaimashita. À tôi lỡ làm mất đúng không? Tôi lỡ đánh mất cái ví mất rồi. Đấy. thì bao hàm trong đó nó sẽ kèm thêm cả cái sự tiếp nuối của mình nữa. Được chưa? Hay, tiếp theo chúng ta sẽ có một mẫu câu liên quan đến chợ và chợ. Ừ. cách chia thì chúng ta sẽ chia động từ về thế T, sau đó bỏ T đi cộng với chợ hoặc là chợ, đúng không ạ? Đấy, thì thực ra cái cách nói này nó là cái văn nói của hai cái mẫu câu ở phía trên là te shimaimasu và te shimaimashita. Nhớ, chúng ta nhìn ví dụ này. Đầu tiên, thả bên này tụ sau cậu mà không ăn là tớ ăn hết luôn đấy nhá đúng không là tôi tớ sẽ làm cái này đấy tớ sẽ làm hết cái này đấy tớ sẽ làm xong cái này đấy kiểu thế đúng không hay là ở cái chatta ừ, là gì đây saifu wasure bằng với saifu wasurete shimaimashita đó tôi lỡ bỏ quên chiếc ví mất rồi Được chưa rồi nhá thế tiếp theo mình có cái gì à, vt arimas te aru Ừ, ta được thì ở đây mình có cái cách dùng đầu tiên đó là địa điểm đi với chợ từ nhí rồi mình sẽ có một danh từ đi với chợ từ gá cộng với Vt admas nói về cái việc là ở đâu đó đang có một cái gì đấy đang có một trạng thái gì đấy ta đự này nó sẽ giống với cái dạng là v Tức là mình đã làm cái hành động gì đó rồi và hiện tại thì kết quả của hành động đó bây giờ vẫn còn đang vẫn còn đang hiện diện ở đây được chưa? Thì mình có ví dụ là gì đây? Kade ni e ga hatte Là à, ở trên tường thì có một cái bức tranh đang dán ở đấy Tức là hành động dán mình đã làm trước đó rồi Và kết quả của cái hành động đó bây giờ nó đang ở đâu? Đang ở trên tường ấy. Là cái bức tranh nó đã được dán ở đấy rồi Đang được dán ở đấy đấy Đúng không ạ? Rồi Tiếp theo vẫn là như thế Thế nhưng mà Nó làm sao nhỉ? Cái mẫu câu phía dưới ấy, mọi người Nghĩa vẫn dùng giống với cái mẫu câu ở phía trên Nhưng ở đây người ta có đảo chủ ngữ lên trên đầu Để làm gì ạ? À? Để nhấn mạnh hơn thôi Nhớ, Về mặt ý nghĩa nó không có gì khác nhau cả Mọi người có thể dùng một trong hai cách nói này đều ok Đấy nhá Thì khi mình muốn nhấn mạnh hơn cái chủ ngữ Chủ ngữ ở đây chính là cái Ví dụ như cái E cái bức tranh kia chẳng hạn Thì mình đảo nó lên đầu Và để nó đi với trợ tứ Và làm chưa ạ? Đấy thì chủ ngữ đảo lên đầu đi với trợ từ vá sau đó vẫn là địa điểm đi với nhí và cộng với vt arimas ví dụ này đen đảo qua khá hạt arimas tức là cái lịch cái lịch thì đang treo ở trên tường đấy được chưa rồi hay tiếp theo ừ, vẫn là te arimas Nó đi với mo vt arimas ý là bằng mo vemashita đấy mo vemashita ý là tôi đã làm rồi Đúng không? Ví dụ Shokyo arimashita ka? Ừ. Ví dụ mẹ bảo con đúng không? Con rửa chén chưa? Con rửa bát chưa? Thì đứa con trả lời là gì đấy? À mo ara à, vâng, con đã rửa rồi ạ Đấy, được chưa? Rồi tiếp theo đến mẫu câu VT cự nhá. T cự chính là VT đúng không nào? Thì nói nó sẽ có hai cái sắc thái nghĩa. Đầu tiên sẽ là cái việc mình chuẩn bị trước, mình làm trước một hành động gì đó để chuẩn bị cho một cái bước tiếp theo đúng không? Ví dụ này, thân cho bị suru tiêu mai ni Presento À, trước khi mình tổ chức cái bữa tiệc nào đó đúng không? Thì mình sẽ mua sẵn quà wow, presento. Ừ. Mm -hmm. Rồi tiếp theo, cái nghĩa thứ hai là làm một cái gì đó vì một mục đích nào đấy. Ví dụ này, testo no tameni Takusan benkyou shite okimasu. Tức là mình sẽ học rất là nhiều, học rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực Để làm gì đấy? Để làm được bài test Đúng không? Vì cái bài test đó Để có thể làm được bài test đó Được điểm, điểm cao chẳng hạn Thì mình sẽ làm cái đằng sau Được xem nào Tiếp theo đó là mẫu câu tê ôi tê oite kudasai cái sonoma kia mình có cũng được hoặc không có cũng không sao nhá thì nét nghĩa cái sắc thái nghĩa của nó cũng không có thay đổi thì nó sẽ mang cái nghĩa là ở cứ để nguyên như vậy đi thực chất ra thì cái cách nói này thì mình chỉ cần nhớ cái câu ví dụ ở trên màn hình này là được luôn mọi người ạ đó là gì đấy số cô nhỉ ôi tôi tê kira sai đấy số cô nhỉ ôi tôi sai ý là cứ để nguyên đấy nó cứ để nguyên đó được chưa nhớ nguyên cái ví dụ này giúp mình nhá tiếp theo này về tốc cái tô cự này thực chất ra nó chính là cái mẫu câu vt ô ok, cự vt okimas mọi người nó vt ô ok, cự vt okimasu. nhưng mà nó là cái văn văn nói nó là một cái dạng chuyển đổi bất quy tắc thì cái t ô ok, cự đọc nhanh đọc nhanh đọc nhanh đọc thật là nhanh lên thì nó sẽ nghe na ná giống cái tô cự thế nên là người nhật người ta tiết kiệm tiết kiệm hơi khi mà trời lạnh á thế nên là người ta có cái cách nói chuyển thành tô cự nhá thì mọi người nhớ luôn cái này thôi chứ nó không có quy tắc gì cả Chúng ta nhìn này, nó sẽ là gì nhỉ? À, ừ, cứ như vậy thôi Sử dụng trong văn nói đúng không? Thì ở đây mình có cái ví dụ là gì đấy? Soko ni ôi tôi tế có nhỉ ôi tôi té Đúng không? Đấy, thì đây sẽ là ừ, cứ để nguyên đó đi ừ, Cứ để đó đi, cứ để như vậy đi Được chưa? Đấy, tiếp theo mình có cái dạng Mada cái từ mada nó sẽ có hai dạng đầu tiên là mada vt imas sẽ là gì nhỉ vẫn đang làm gì đó còn Dạng thứ hai là ma đạ đi với đuôi VT imasen Tức là vẫn chưa làm gì đấy Nhớ VT imas thì sẽ là vẫn còn, vẫn đang Còn VT imas thì là vẫn chưa làm gì Đấy, được chưa? Chúng ta nhìn ví dụ này Đầu tiên Ma đạ ame ga futte À trời vẫn còn đang mưa đấy Được chưa? Ví dụ số 2 Ma đạ số no kaeshite imasen Ý là tôi vẫn chưa trả cái cuốn sách đấy Được chưa nào? hai Tiếp theo Động từ chia về thể ý chí hay là thể ý hướng veo cộng với ô môi mắt Thể hiện một cái dự định nào đó Đúng không? Cái dự định là mình định làm cái gì đó này Ví dụ Sanji say, jibun no yeo, Tức là tôi dự định là 30 tuổi tôi sẽ tự xây một cái căn nhà của riêng mình à, Tôi sẽ tự xây nhà Đúng không? Còn tiếp theo vẫn là dạng Veyo tụ môi mắt Thế nhưng mà cái đuôi nó lại chia về cái dạng thể tiếp diễn bịuo to omotte đúng không? thì nó sẽ thể hiện cái một cái dự định mà mình đã ấp ủ, mình đã ấp ủ, mình đã có cái suy nghĩ, đã có cái dự định định đấy trong một thời gian dài hơn rồi. Thế nên là nó sẽ thể hiện cái ý chí quyết tâm hơn. Thế thôi Thì đây mình có ví dụ là gì nhỉ? Nihon e te tempura o tabeyou to omotte Tức là mình đã ấp ủ cái việc đi sang Nhật ăn tempura rất là lâu rồi, kiểu như thế nhá. Rồi, tiếp theo tsumori động từ chia về thể dự à, tiếp theo phía dưới luôn là v này cộng với tsumori là dự định sẽ hoặc là dự định không đúng không tương ứng thôi Về dự sẽ là sẽ v này sẽ là không thì chúng ta nhìn ví dụ của cái về dự tsumori trước này chưa cố narau tsumori để tôi dự định là sẽ học tiếng trung đúng không nào còn nai tsumori như sau Nihongo hôn gỗ Tôi không tsumori à tôi không có dự định là sẽ nói tiếng Nhật Đó, được chưa? Hay. Thực ra thì cái tsumori này thì người ta sẽ được sử dụng nhiều hơn là thứ nhất Thứ hai là nó sẽ được sử dụng nhiều cho cả những cái trường hợp mang tính lâu dài Tức là những cái dự, những cái dự định ở xa trong tương lai năm 5 năm, 10 năm hay là lâu hơn chẳng hạn Đấy nhá tiếp theo chúng ta đến với một cái nữa cũng là dự định là cái yote đúng không? vế đự hoặc là danh từ cộng với nộ no, cộng với yote để là dự định hay là có kế hoạch gì đó thường là một cái kế hoạch do người khác quyết định sẵn do một tổ chức do một người nào đó đã quyết định và mình sẽ làm theo mà thôi đấy ví dụ này tokyo cho nó no yote des. à tức là dự định là sẽ đi công tác tokyo nhưng không phải là là tôi quyết định, không phải là tôi dự định như vậy Đúng không? Mà là Công ty quyết định ừ. Cho tôi đi công tác ở Tokyo Đấy, mình sẽ hiểu Theo cái sắc thái nghĩa như vậy nhé Hai Tiếp theo chúng ta sẽ có là Hô gã ị Mình sẽ có hai dạng kết hợp Một là vê tả hô ý Hai là vê nai hô gà ý Nó sẽ sử dụng để đưa ra Một cái lời khuyên là mình Nên làm gì đó sẽ là vê tả hô gà ý còn không nên làm gì đó sẽ là venai hồ gái Đúng chưa? Ví dụ chúng ta nhìn nhá Khi đô cử nạp ta nè Bíu y ít Ồ, ý là tệ Ý là tình trạng lại tệ hơn nữa rồi nhỉ À, cậu nên đi viện thì hơn đấy Được chưa? Khi đôi đây là kinh khủng Là tệ, là không tốt gì đó Thì đang muốn nói đến cái tình trạng Đúng không? Ví dụ một đứa bạn nào đó đang ốm và bảo là Ý là cái tình trạng của cậu bây giờ lại càng càng nặng hơn rồi đấy Thế nào cậu nên đi viện đi chưa? Hay là ở ví dụ số 2 Kaze desu ka? Undo shinai hokai Ý <laughs> là cậu bị cúm à, cậu không nên vận động đâu Đúng chưa? Hai. Tiếp theo là mẫu câu desho Đúng nào, nó là cái dạng phán đoán Dự đoán, dịch, với nghĩa là gì? Có lẽ, hẳn là, chắc là thế nào đấy Nhớ, thì ví dụ mình có là gì này Ashita để desho Có lẽ hay là Chắc là hay là hẳn là cũng được đúng không? Có lẽ ngày mai trời trời sẽ mưa À, đơn giản không? Nhớ. Tiếp theo mình có Kamo ừ. Thì cái Kamo này mọi người có thể mê mô thêm một cái Đó là nó hay đi cặp với những cái cụ như là Nani nani かもしれない. Hay là Moshikashite Moshikasuruto Đấy, ba cái đấy nhá Moshikashitara Moshikashite Moshikasuruto Sau đó đi với đuôi Kamo Một trong ba cái đấy Ừ, tức là nó có cũng được không có cũng được thế nhưng mà nó hay đi cặp với nhau á được nào thì nó cũng là cái dạng phán đoán phán đoán 50 50 thôi đúng không ạ à, dịch lá à có khả năng là có lẽ nào mà hay là không khéo mà lại đúng không ví dụ ashita wa ame à không khéo ngày mai trời lại mưa ấy. thì cái mức mức độ chính xác của nó sẽ không cao chỉ là cái phán đoán của mình thôi 50 50 được chưa nào Hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thể vô cùng đơn giản à, Đó là thể gì nhỉ? Thể cấm đoán đúng không nào? Và nhìn vào cách chia thì các bạn cũng có thể thấy là nó rất là đơn giản rồi đúng không? Đó chính là chúng ta chỉ cần chia động từ về thể Nguyên thể, thể từ điển Sau đó cộng với nạ à, Tất cả đều nằm dưới dạng là về đựng nạ Rồi, thể cấm đoán Như kiểu là Ít cửa nạ Đúng không? À sốt nạ Hay là hay đường nạ Đấy, được chưa? Hay là thốt gửi nạ không được uh, không được bay chẳng <laughs> hạn. OK tiếp theo chúng ta đến với một cái cách nói nữa đó là na say na say đó là một cái cách nói mệnh lệnh đúng không nhưng mà là cái mệnh lệnh nó nhẹ nhàng hơn một chút và thường sử dụng cho uh, phái nữ thường là sẽ uh, thường đối tượng sử dụng sẽ là phái nữ đúng không? Nào? thì chúng ta sẽ có dạng động từ bỏ đi mất sự sau đó cộng với na say như là thả bên na say hãy ăn đi Đúng nào Hay là Hana shinasai Hãy nói chuyện đi chẳng hạn Đúng không? Hay là Benkyo shinasai Hãy học đi chẳng hạn Đó, rất là đơn giản đúng không mọi người? Rồi Đó, thì ở trên này Trên màn hình thì có một cái câu đơn giản là Hayaku tabenasai Hãy ăn nhanh lên Đúng nào It is Rồi, tiếp theo chúng ta có đến với mẫu câu nữa Đó là gì nhỉ? À, nani nani to yomimasu Hoặc là nani nani to kaite arimasu Thì nó sẽ là gì nhỉ? À, đọc là thế nào đấy cái chữ tố ở đây mình sẽ đọc là mình sẽ dịch nó là là đúng không là đọc là hay là viết là được chưa ừ. thì cái te arimas ở cái dạng te arimas kia thì chính là cái mẫu câu chúng ta đã học rồi nó là cái gì nhỉ nó là cái thực ra nó bằng với veta tả đúng không thế nhưng mà cái hành động nào đó mình đã làm trong quá khứ thì bây giờ cái cái là cái kết quả của nó đúng không? Cái kết quả của nó vẫn còn đang tồn tại. Thế nên là cái mẫu câu VT Adimas này nói về một cái hành động nào đó đã làm và có kết quả của nó vẫn đang tồn tại tới hiện tại và nó miêu tả về cái trạng thái. Đúng nào? Rồi vậy thì mình sẽ cùng nhau nhìn cái ví dụ đầu tiên này. À, câu hỏi đúng không? Ano kanji wa nan to yomun desu ka? À, so. Thì câu này nghĩa là gì nhỉ? À cái chữ kanji kia thì đọc là gì vậy? Đúng không? Vậy thì bạn A ở phía dưới có trả lời là gì đấy? Ano kanji wa iriguchi to yomimasu Nhé. Thì cái chữ kanji kia ấy thì đọc là Đúng không? Đọc là iriguchi Đó nhá Tiếp theo cái ví dụ số 2 chúng ta thấy này Asoko ni tomare to kaite arimasu Tức là ở đằng kia thì có viết là Viết là gì đấy? Tomare ý là dừng lại đi Đúng không? Tomare là thể mệnh lệnh mà đúng không mọi người? Nhá Hai, ok Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu gì đây X, đúng không X, x Và à, tiếp theo là y Thu yu imi desu Thực ra nó chính là cái thu yu imi desu Đúng không, cái cụm thu yu imi desu Có nghĩa là gì nhỉ, là x Là chủ ngữ đúng không, có nghĩa là y Đang nói, đang giải thích Về một cái từ hay là một cái cụm từ nào đấy Đúng không nào, thường sẽ là một cụm từ Đúng không, chúng ta nhìn ví dụ nhé Arigato, và cảm ơn thôi yêu imides, tức là cái từ adigato kia có nghĩa là cảm ơn đúng nào hay ok một cách nói rất là đơn giản đúng không thường chúng ta sẽ sử dụng để giải thích một từ hay một cụ từ nào đấy đúng nào hay tiếp theo chúng ta đến với cái cách nói đó là nanh nhĩ to imashita hay là to itemashita là ai đó đã nói rằng đúng không? Đã nói rằng đều là imashita mà, đúng không? Đã nói và tố mình dịch là là hoặc là rằng. Được chưa nào? Thì mình nhìn ví dụ nhá. Tanaka-san ga 10 ni honsha ni kite kure to itte imashita. Tức là cái anh Tanaka-san thì đã nói là hay là đã nói rằng, đúng không? Rằng là à 10 giờ hãy đến, hãy đến công ty nhỉ. Cái từ honsha À, bình thường công ty thì mình chỉ nói đơn giản nói bao quát chung là cai sạ đúng không thì cái từ hôn là gì mọi người là trụ sở chính ạ nhá là trụ sở chính con những cái chi nhánh công ty con người ta gọi có cái từ gì nhỉ mọi người nhỉ si sạ đúng không si nhá rồi hai tiếp theo đến với một cái mẫu câu nữa đó là nan nan ni to tsutai te ka Thì chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn vào cái động từ ở đằng sau đó là động từ nhỉ tay Zutaeru, động từ gốc của nó là Zutaeru <laughs> Với nghĩa là gì đấy? Là truyền đạt đúng không? Truyền đạt. Thì đây là người ta ghép thêm cái T itadakemasen là cái mẫu câu ở ngay đầu N4 đúng không? Ngay đầu N4 bài 26 chúng ta có học nhá. Thì nó là gì nhỉ? Nhờ và đúng không? Mình nhờ và ai đó làm giúp mình một cái gì đấy. Thì đây là gì nhỉ? À, mình sử dụng để truyền đạt lại một cái lời nhắn. Ừ. Ý là anh chị có thể truyền đạt giúp tôi cái cái câu chuyện, cái câu nói này không? Đó, thì đằng trước tố đúng không? Nó sẽ là một câu văn Đấy, hay là một cái uh, từ vựng gì đó được chia về thể thường hay. thì chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ nhá Wan nhị, á tô đêm đa tốt tay tê đó, đúng không? Thì cái người đi với trợ từ nhí là quan kia chính là cái người nhận hành động Là người nhận hành động nhá cái trợ từ nhí ở đây đóng vai trò là xác định đối tượng nhận hành động được chưa nào thì ở đây sẽ là gì nhỉ à anh chị có thể truyền đạt giúp tôi đến cái anh ngoan sàng kia đó đến cái anh ngoan kia là à tôi để đêm ngó cửa là, ý là um, lát nữa hay là sau đó hay gọi điện thoại lại cho tôi nhé được chưa mọi người hình dung ra không nhỉ rồi hãy tiếp theo thô đi nhị à, là gì nhỉ? theo đúng như đúng không hay là theo như Đấy, kết hợp của nó thì là vê đự, tà, danh từ nô, no, thô đi nhĩ Thế nhưng mà ở đây có một cái chú, à, có một cái chú ý hay là một cái lưu ý đặc biệt Đó là nếu mà nó kết hợp với danh từ mà không thông qua trợ từ, từ nô no nhé Tức là nó đi trực tiếp với danh từ luôn ấy Thì nó sẽ biến âm một chút thành danh từ đô, ô, đi nhé Danh từ đô, đi Tô, viết thành đô, đi nhá, Nhớ cái đấy nhá Ví dụ này Watashi ga ima kara yu tori ni kaite kudasai <laughs> hãy uhm, viết Đúng nào, hãy viết theo như những gì sau đây tối Tôi sẽ nói này Đó, được chưa? Hãy Tiếp theo chúng ta đến với một câu nữa A à tổ, à tổ đệ là gì à là sau đúng không? À, ấy thì đây nó đơn giản là mẫu câu gì nhỉ? Sau khi Đúng Sau khi Chúng ta có vê tả hoặc là danh từ nộ no cộng với A à tổ đệ Là sau khi làm hành động gì đó hay là sau khi thế nào đó Thì chúng ta nhìn ví dụ này <laughs> à, là gì nhỉ? Mình có hai vế được tách bằng, bằng dấu phẩy rất là rõ ràng Chúng ta dịch về trước trước đúng không? Là sau khi gì nhỉ? Sau khi mua cái gì đó mới Cái nồ no ở đây nó đang đại diện cho một cái danh từ nào đó mà nó đang bị gì nhỉ? bị ẩn đi Thì cái nô no ở đây nó là cái gì? Chính là cái hôn Đúng không? Trong cái câu này chủ thể chính là cái cuốn sách Đúng không? Thì cái nô no ở đây nó đang đại diện cho cái chữ hôn đấy Tức là sau khi tôi mua cái cuốn sách mới thì tôi đã tìm thấy cái cuốn sách mà ngày trước tôi đánh mất Được không? Nhá, yeah. ok Tiếp theo V1 cộng với T, đúng không? Ý là động từ V1 chia sang thể T Sau đó là V2 Đấy Thì ở đây sẽ là gì nhỉ? À, làm V2 mà có V1 à, Tức là mình sẽ làm hành động V2 mà có kèm thêm hành động V1 ấy. Yeah. Là gì ạ? Ví dụ này, Shoyu o tsukete tabemasu Tức là mình gì nhỉ? Mình uh, chấm xì dầu để ăn á nó Bình thường mình ăn không cũng được Thế nhưng bây giờ mình kèm thêm cái hành động nhỏ nào đấy Nó là mình chấm xì dầu rồi mình mình ăn ấy Đấy ra tức là mình ăn mà có chấm thêm xì dầu Đấy, dịch theo ngữ pháp nó là kiểu như vậy đúng không nào? Đấy, tiếp theo này chúng ta có uh, Động từ ở đằng trước chia sang thể này Cộng với đệ thành về này Đúng không? Sau đó thành sau đó kết thêm một động từ khác ở đằng sau. Nai-de ở đây mang cái nét nghĩa đó là không làm cái gì. Ừ. Thì sẽ là không làm V1 hay không làm V2 mọi người? Dĩ nhiên là V1 rồi đúng không? Bởi vì, bởi vì cái động từ chia ra thể Nai nó là V1 mà. Đúng nè, sẽ là không làm V1 mà làm V2. Đó, thì ví dụ chúng ta có nhìn này. Shouyu ke nai de đang bị ngược với cái câu ví dụ ở ngay phía trên đúng không nào mọi người tức là mình sẽ làm gì đấy sẽ ăn mà không chấm xì dầu đấy có rồi còn mỗi cái việc ăn và chấm xì dầu thôi mà chúng ta đã nhớ được hai mẫu câu ngữ pháp rồi đấy mọi người đấy, tiếp theo nhá chúng ta đến một cái thể nữa đó là thể điều kiện thể điều kiện à, về cách chia thì ở đây trên màn hình cũng có hiển thị rồi và cái này thì À, mọi người cũng có thể uh, mở sách ra để xem lại kỹ hơn Ở đây chúng ta sẽ chỉ nhắc lại qua thôi Mang tính tổng hợp thôi đúng không nào Thì điều kiện về bả Đúng không? Về bả Thì ở nhóm 1 chúng ta có kết thúc đuôi bằng ư uh, đúng không? Ừ uh thì chia sang e bả E bả I kề bả Đúng không? Há bả Đó Còn uh, nhóm 2 thì là uh, Đều là kết thúc bằng đư đúng không? Thì sẽ là đề bả Đề bả Thá bê đề bả Mi đề bả còn nhóm 3 thì mình có hai động từ thôi đó là cứ đự và sư đự. Cứ đự sẽ là cứ đề bạn Còn sư đự sẽ là sư đề bạn Nhá. Rồi thì cái dạng điều kiện này nó là gì? Dịch đơn giản là nếu điều kiện mà đúng không? Thì cái sắc thái của nó sẽ như sau. Đó là gì nhỉ? Trong cái điều kiện mà có cái này thì nó sẽ làm sao? Có kết quả ở đằng sau. Còn nó sẽ ẩn đi một cái ý rằng là nếu mà không có điều kiện đó thì cái kết quả đằng sau sẽ sẽ không được hình thành. Đấy, được chưa? Ví dụ chúng ta nhìn đây nhá. Hokkan no iken ga nakereba kore de owarimasho. Đấy. Ờ trong điều kiện là nếu không có ai có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ ờ ừ, kết thúc tại đây thôi. Đấy, kết thúc cái buổi uh, nói chuyện cái cuộc họp tại đây thôi. Còn đúng không? Dĩ nhiên đằng sau có ẩn ý rằng thì là gì đấy, nếu mà còn ý kiến khác thì mọi người hãy nói đi. Nhưng người ta không nói ra nhưng mà sắc thái của nó là như vậy ok nhá yeah. Hai, tiếp theo chúng ta có một mẫu câu nữa liên quan đến thể điều kiện đó là thực ra mình có thể nhớ thành một cụm từ luôn mọi người ạ chứ không, không không, hẳn là một mẫu câu gì cả do sure ba i desu ka đúng không cái câu này quá là quen thuộc luôn nên mọi người bắt buộc phải nhớ nhá ý là nên làm như thế nào thì được bây giờ cái câu này mình rất là hay hỏi trong cuộc sống cũng rất là hay dùng đúng không nào mọi người đấy do sure ba i desu ka hay, ví dụ này. Điện thoại bàn gô ga do sureba Đúng không? hay là mình có thể nhấn mạnh hơn ạ. Do sureba i desu Thêm ưn Đúng không? Được chưa? Bài 26 đó. Đúng không? Thì là gì nhỉ? À, tôi không biết số điện thoại. Nhưng tôi không biết số điện thoại của ai đó đúng không? Hay là của một tổ chức nào đó chẳng hạn. Thì bây giờ tôi nên làm như thế nào bây giờ ạ? À? Tôi làm như thế nào thì tốt bây giờ? Đúng không? Khi mình muốn hỏi ai đó, hỏi ý kiến ai đó. Đúng không? Hay, đấy là một mình coi nó là một cụm từ đi Được chưa? nhớ nó thành một cụm từ thì cũng được Tiếp theo chúng ta có gì? Na đạ Đó, na đạ Đầu tiên chúng ta nhìn vào cách kết hợp Đây mình có về đựng, tính từ y Đúng không? Cộng với na đạ Thì chúng ta sẽ có gì? À, sử dụng khi mình đưa ra một cái lời khuyên Hoặc một cái lời đề nghị nào đó cho đối phương ừ. Trong một cái trường hợp nhất định nào đó Thì mình sẽ đưa ra lời khuyên như thế này là tốt Hay là lời đề nghị như thế nào đó Ví dụ này. À, câu hỏi ở phía trên. Super ikitai ga Đúng không? Thì chính là sử dụng cái câu ở phía bên trên mình vừa, mới à, vừa mới ôn lại xong đúng không? Đó là à bây giờ em muốn đi siêu thị thì không biết là nên làm như thế nào ạ? Như là nên đi bằng gì? À, làm cách nào để đi được ấy? Đúng không? Đó thì A à, có đưa ra cái cái lời khuyên đúng không? kono tsukaku ni Nếu mà là siêu thị thì nó ngay gần đây thôi, Đúng, đi bộ thôi là được Ngay gần đây này Đấy không? Rồi hãy Tiếp theo chúng ta đến với một cái dạng nữa Đó là hô độ ừ, Hô độ Đúng không? Thì à, nó không phải là hô đồ không mà nó là dạng kết hợp với thể điều kiện nên nó sẽ có nhan nhị bà tức là động từ tính từ danh từ chia về bà chia về thể điều kiện đúng không rồi cộng với hô đồ Đấy. Thì, à, về cái cụ thể thì mọi người cũng đã được làm quen rồi nên chúng ta sẽ chỉ ôn lại bằng ví dụ thôi nhá. Dịch là gì nhỉ? Càng càng uh, càng ăn càng béo, càng học càng giỏi chẳng hạn đúng không? Hoặc có thể ngược lại bình thường ở trên lớp thì chúng ta hay thường lấy những cái ví dụ rất là hài hước đó là càng học càng rút đi đúng không? Hay thì chúng ta nhìn ví dụ ở đây nhá. À nhị hôn ở bên kêu sơ đề và độ Đó, là càng học tiếng Nhật hay là mình dịch đúng hơn là cái tiếng Nhật ấy nó là chủ ngữ mà đúng không? cái tiếng nhật ấy, thì càng học thì càng cảm thấy nó nó thú vị đúng không? mọi người có thấy thế không hay <laughs> <laughs> ok rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu đó là yo nhị yo nhị đúng không ừ, dịch là để mà để mà như thế nào đó ở đằng trước ừ. thì làm gì đó ở đằng sau Đấy. thì đây đằng trước sẽ có thể là về hoặc về này tức là để làm về hoặc là để mà không về đó, để V nó không xảy ra thì mình sẽ làm cái gì đó đằng sau được chưa nào ví dụ này Shinbun yoni kanji tức là mình sẽ học chữ kanji để đó để làm gì đấy để có thể đọc được đọc được báo đó, đọc được báo tiếng nhật chẳng hạn nihongo no kanji đúng không ok tiếp theo chúng ta đến với à, một cái dạng khác của yoni chúng ta có V cộng với yoni hoặc một cách nói khác của cái cái, cái mẫu câu này đó là Venak cộng với Narimas hoặc Narimashita Cái cách nói của nó sử dụng để làm gì? Nói về cái việc là mình đã làm được gì hoặc là đã không làm được gì Tức là nói về cái gì nhỉ? Cái việc thay đổi trạng thái ừ, từ không thể thành có thể hoặc ngược lại Đúng không? Thì chúng ta nhìn ví dụ đầu tiên nhé Nihongo ga hanaseru yo ni narimashita Đúng không? Thì đây là à tôi đã có thể nói được tiếng Nhật rồi Ý là trước đây mình có thể nói không tốt hay là không nói được Nhưng bây giờ thì đã làm được rồi Nó đang biến đổi trạng thái đúng không mọi người đấy Hay là ví dụ số 2 nhá <cười> 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 Là gì nhỉ Vì là tôi đã béo lên rồi đúng không Tôi đã mập lên rồi thế là tôi không còn à, Tôi không còn mặc được cái bộ quần áo Mà tôi yêu thích nữa rồi. Thì trước đây là mình mặc được Mà mình gầy bây giờ nó thay đổi trạng thái rồi mình béo lên và mình không mặc được cái bộ cái, cái chiếc váy mà mình mình rất là thích nữa chẳng hạn đúng không nào đó nhá nó là cái dạng biến đổi trạng thái từ không thể thành có thể hoặc là ngưỡng ngược lại được chưa nào đấy, rồi tiếp theo chúng ta có gì Ờ, uh, động từ chia về thể đự hoặc là thể nại về đựng, về nại cộng với yo ni -shite imas vẫn là yo ni nhưng mà là yo ni -shite imas là gì nhỉ cố gắng làm cái gì đó, ừ, cố gắng làm cái gì đó. Thế nhưng mà nó sẽ mang cái sắc thái như sau nhá cố gắng làm cái gì đó à, để tạo nó thành một cái thói quen, ừ, để lặp đi lặp lại hành động đó, làm cho nó cố gắng làm cho nó thành một cái thói quen. Đó. Bởi vì sau này các bạn có thể là sẽ gặp khá là nhiều những cách nói liên quan đến việc là cố gắng làm gì đó. Đấy. Chỉ cần lên n ba thôi là các bạn đã gặp một cái bộ câu liên quan đến cố gắng, à, cố gắng hay định làm gì đó rồi. Đấy, thế nên là mình cần phải nhớ được cái sắc thái sử dụng của các cái mẫu câu cụ thể trong cái văn cảnh như thế nào à, để lên học học lên càng cao thì các bạn sẽ không bị à, bị vướng hay là không bị phân vân giữa những cái, cái cái cách dịch tiếng việt ấy mình dịch tiếng việt thì có thể là nó giống nhau nhưng mà cái sắc thái nó thể hiện ở trong câu nói đó nó sẽ khác nhau thế nên là khi trong cái quá trình học ngữ pháp mọi người bắt buộc phải nhớ được cái sắc thái của nó nhớ thì đó rồi nhắc lại này cố gắng làm gì đó để cho nó thành một cái thói quen, được chứ không phải là chỉ cố gắng một lần, được chưa mọi người? Ví dụ này mai nị chị, thấy không? đã có mai nị chị tức là lặp đi lặp lại rồi đúng không? Mai nị chị ấn nan để mốt như đúng không? tức là tôi cố gắng làm gì đấy, hàng ngày đều vận động và ý là ăn mọi thứ, nan để mốt bê đúng không? ý là có thể để 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 giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe để tăng cường sức khỏe các thứ chẳng hạn, đúng không? rồi tiếp theo chúng ta đến cái mẫu câu nữa đó là you need thì cái này nó cũng tương tự đấy mọi người, à, đúng không? vượt là you bây là you ni kudasai thì nó vẫn là à, đây sẽ là cái, cái 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 lời khuyên, lời khuyên của ai đó một cái dạng mệnh um, lệnh nó hợ, nó nhẹ nhàng thôi ý là hãy cố gắng làm thế này, đấy. hãy làm gì đó nhưng ý là hãy cố gắng làm gì đó, hãy tạo cái thói quen nào đó ví dụ đây chúng ta có gì shite 必ず時間を守るようにしてください. rồi nhé. tức là hãy làm gì đấy, hãy tuân thủ cái thời gian. hãy tuân thủ cái thời gian. như thế nào? tiếp theo động từ thể bị động. đúng không? động từ động từ thể bị động. À, thì về cách chia mọi người sẽ sẽ sẽ, sẽ tự nhớ lại nhé. thì đây mình sẽ nói về cái cách sử dụng của cái động từ thể bị động. chúng ta có gì đây? Xanh từ đi với chợ từ nhị đó chính là cái người nào đó đấy người nào đó đi với chợ từ nhĩ rồi sẽ là động từ chia về dạng bị động ý ở đây là bị ai đó hay là được ai đó làm gì chủ yếu là sắc thái nhỉ bị thôi đúng không cái trường hợp được khá là ít chủ yếu là được khen thôi đúng nào ví dụ này chúng ta có gì à ở đây có cái ví dụ là được khen luôn đúng không là watashi wa kachou ni tôi thì được tổ trưởng khen đấy hoặc là tôi bị bố mẹ mắng thì nào? nói như nào? Vẫn là watashi wa. Đúng không? Cái người mắng chúng ta sẽ đi với chợ từ nhí. Đúng không? Cái người mắng chúng ta sẽ đi với chợ từ nhí. Hay cái người khen chúng ta. Hay cái người đánh chúng ta. Đấy. đấy sẽ đi với chợ từ nhỉ Thì sẽ là watashi wa À, động từ mắng là gì mọi người? Shikaru, đúng không? Shikaru, daremashita. Đấy, được chưa? Rồi, đấy nhá. Cái người đi với nhí. Cái động, cái người đi với nhí sẽ là cái người mà làm gì đó chúng ta, chúng ta bị người đấy làm gì đấy. Được chưa nào? Nhớ nhá. Tiếp theo chúng ta có một dạng nữa là a à, a ừ, à, đúng không? À, đi với quá hoặc là gã rồi cộng với động từ dạng bị động. Ừ. là a à, là a à sẽ được hay là bị gì đó? Được tổ chức hay là bị làm gì đấy. Đúng không? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là Osaka de ten dankai ga hiraka -da Ý là cái nhỉ? À, cái buổi triển lãm đúng không thì được tổ chức, đấy được tổ chức ở đâu đấy ở Osaka, được chưa rồi hay, ok tiếp theo chúng ta đến với một cái dạng nữa đó là à, một cái cách nói liên quan đến cái việc là được ai đó tìm ra phát minh ra, tìm ra phát minh ra, được chưa? thì ở đây chúng ta có cái cách nói đó là a này, a thường nó sẽ là một cái sự vật sự việc gì đó đúng không? À, đi với chợ từ vạ. sau đó cái người tìm ra cái người phát minh ra ấy, sẽ đi với chợ từ nhí đúng không sau đó cộng với yot tệ thực chất ra đây là cái mẫu câu niote mọi người niote ở n 4 thì nó sẽ chỉ được coi là một cái dạng à, kèm cặp đi kèm với dạng thể bị động thôi thế nhưng mà trên thực tế thì cái niote này nó là một mẫu câu ngữ pháp đúng không thì mẫu câu ngữ pháp đúng của nó sẽ là danh từ cộng với niote danh từ cộng tệ đúng không? À, sau đó cộng với động từ chia về dạng bị động, nghĩa là được ai đó tìm ra, được ai đó phát minh ra. Đấy, ví dụ nhá. Deumawa Hin sensei ni yotte, eh hatsumei saremashita. Đó, đúng không? ví dụ ví dụ như vậy là, À cái chiếc điện thoại ấy là nó đã được phát minh ra bởi à, bởi cô Yên đấy. Đúng không? <laughs> chúng ta cứ nhớ những cái ví dụ thật là đơn giản dễ nhớ cho mình thôi chứ mình không nhất thiết là, là 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 phải y gì ở trong sách hay gì cả nhá hay tiếp theo chúng ta đến với cái cách sử dụng của trợ từ nộ no. ở đây chính là cái cách danh từ hóa đúng không danh từ hóa thì chúng ta có gì nhỉ à, đầu tiên cái cách dịch đồ, à, cái cách sử dụng đầu tiên đó là động từ chia về thể từ điển về định, đúng không về định cộng với nộ no. nộ no hoặc là gắt Noa hoặc nổ gã được chưa à, sau đó đằng sau sẽ là một tính từ được chưa thì là cái việc gì gì đó à, cái việc làm hành động gì đó thì thế nào đấy nói về tính chất đúng không thì chúng ta có câu ví dụ như sau sakao suru no omoshiroi desu tức là cái gì nhỉ cái việc chơi thể thao chơi bóng đá thì rất là thú vị đấy được chưa tiếp theo cái cách dùng thứ hai là gì đấy à, là mình quên mất làm cái gì đấy thì ở đây chúng ta có vẫn là động từ chia về về À, chia về thể từ điển, về được cộng với nộ no", vẫn là dạng danh từ hóa động từ đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng thêm với gì đấy, trợ từ ô về được nổ hay là đúng không? Tức là mình quên mất làm một cái việc gì đó, hoặc mình hoàn toàn có thể thay thế cái động từ và xưa đây bằng những động từ khác, được chưa? bằng những động từ khác. đó. thì ở đây chúng ta có gì nhỉ ví dụ, Sen seni điện thoạio kakeru no wasuremashita. À, thì ý là tôi đã quên mất quên mất cái việc việc gì việc là gọi điện thoại cho cho dân đúng không đấy nhá tiếp theo cách dùng thứ ba vẫn là về dự nổ no. đằng sau nó không phải là và sư đây nữa mà là cả cậu có biết cái việc đó không đúng không ví dụ này Senta no chikaku de kashi ga atta no ka? ý là cậu có biết cái chuyện đó là ở gần cái trung tâm đúng không? Gần trung tâm mình chẳng hạn. Ừ, có xảy ra hỏa hoạn không? Ờ, hay là ở gần nhà mình hay gần công ty chẳng hạn đúng không hay gần cái bến xe chẳng hạn đấy được chưa hay ví dụ à cái cách dùng tiếp theo là nó no, wa", sau đó là danh từ để sự chúng ta nhìn ví dụ cụ thể nhá. nhé wa", à, Hokkaido no à, Thì cái nô no quá ở đây chúng ta sẽ dịch nó là gì? Đúng không? Nó sẽ dịch là gì? Dịch cái nô no wa nó sẽ dựa vào cái nội dung ở đằng sau. Ở đằng sau nội dung là gì nhỉ? Hokkaido no chisai machi desu Là cái thành phố, cái thị trấn nhỏ ở Hokkaido Thì đây, cái nổ á dịch là gì được nhỉ? Là cái nơi Đó. Cái nơi mà tôi được sinh ra là à, Là một cái thị trấn nhỏ ở ở Hokkaido Đấy. Thế là cái việc mà mình dịch nô á này là cái gì? Sử dụng cái từ gì để dịch nó? Đó. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái về sau nhé Về sau là một cái địa điểm Thì mình sẽ sử dụng là cái nơi Về sau là một người thì mình sẽ dựng sử dụng là à cái người mà Đấy, được chưa? Nhớ nhá mọi người nhá. Ý Ấy, tiếp theo à, một cách dùng nữa của BT. T. T hoặc là đế đều được đúng không nào? Thì chúng ta có cách sử dụng của nó là nói lên cái nguyên nhân vì nên. Đấy. Đầu tiên này, nó sẽ là cái phần kết quả sử dụng những cái động từ tính từ biểu thị cái gì nhỉ? Cái cảm giác hay là cái tâm trạng. Đấy nhá. Thì ý là cái kết quả, kết quả của cái nguyên nhân đằng trước ấy nó sẽ là những cái động từ tính từ thể hiện cái cảm giác cái tâm trạng ví dụ này khá dốc cứ cả là đêm một là tức là vì là à, nhận được điện thoại từ gia đình nên là đúng không? nên là tôi đã cảm thấy yên tâm đấy thì cái kết quả yên tâm ở đằng sau nó chính là à, chính là cái 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 một cái nhỉ, một, một cái động từ thể hiện cái cái tâm trạng cái cảm giác của mình đúng không nhá tiếp theo thì cách dùng cái sắc thái thứ hai là cái phần kết quả tức là vẫn là cái phần đuôi phía sau đúng không là những cái động từ dạng khả năng hoặc là những cái động từ chỉ trạng thái ví dụ này testo ga muzukashite zenzen dekinakata nói về cái khả năng là mình không làm được đúng không tức là cái bài kiểm tra nó khó quá và tôi chẳng làm được gì cả đấy nhá tiếp theo cái dạng thứ ba đó là cái phần kết quả ở phía sau nó sẽ diễn tả một cái tình huống xảy ra ở trong quá khứ Ví dụ này. Kaji de ie eh, ga yakete shimaimashita. À do hỏa hoạn mà cái căn nhà đã bị đã bị thiêu rụi. Đúng không? Đấy, thì nó chính là cái kết quả của một cái tình huống nào đó đã xảy ra ở trong quá khứ. Nhá. Hay. Tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu đó là no de. À, chắc hẳn là chúng ta đều sẽ nhớ rất là sâu so. À, rất là gọi là khắc sâu trong trong tâm trí cái mẫu câu này đúng không bởi vì nó dùng rất là nhiều luôn đấy thì ngày trước chúng ta có một sử dụng một cái mẫu có học một cái mẫu câu ở nửa năm đúng không đó là kara nó cũng chỉ cái nguyên nhân kết quả thì cái kara nó sẽ là chỉ những cái nguyên nhân nó mang tính chủ quan nhiều hơn còn cái nô đế mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại thì nó sẽ là một cái <laughs> mẫu câu thể hiện cái nguyên nhân mang tính khách quan nhiều hơn nên nó thường sẽ dùng nhiều cho những cái trường hợp mình xin phép kiểu xin nghỉ ở thứ chẳng hạn á nhớ <laughs> ví dụ để chúng ta có gì đây バスが遅れたので学校に遅刻しました <laughs> 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 à do là cái xe bus nó đến muộn thế là tôi đã đi đi học muộn đúng, ý là cái nguyên nhân nó hơi khách quan một tí đấy để nêu ra những cái lý do để đối phương để người nghe có thể hiểu cho mình được chưa nào uhm. hay ok tiếp theo là chưa đúng không chưa là gì nhỉ Ờ à, trên đường, giữa đường, đang làm gì đó thì thế nào đấy? ví dụ này, cứ được tôi chưa để, ni aimashita tức là trên đường đến đây thì tôi đã gặp anh ấy. Nó trên đường đến đây thì tôi đã gặp anh ấy. chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái dạng mà nó hơi gọi là hơi phức tạp một tí hơn, đúng không? Đó là cái dạng mình lồng cái câu nghi vấn vào trong câu. Đấy, mình sẽ lồng cái câu nghi vấn vào trong câu. tức là sẽ có hai cái hai cái câu nghi vấn được ghép lại với nhau khá khá đúng không chúng ta nhìn ví dụ trước nhá sensei ga nani o hanashite iru ka wakarimasu ka đó mình dịch được mình dịch cái động từ sau cùng trước là cậu có biết là đúng không cậu có biết là là gì là cái cụm đằng trước không là à thầy giáo hay là cô giáo à, đang nói gì không đúng không đấy được chưa khá là đơn giản thôi nhưng mà mình cần phải biết cái cách lồng ghép tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu nữa đó là kado cả kado cả là có về hay là không thá về được kado cả có ăn hay là không khi kado cả có nghe hay là không hay là có học hay là không sẽ nói là gì các bạn suru kado cả đúng không hay là có đi hay là không iku kado cả được chưa nhá rồi thì đây có chúng ta có ví dụ là gì nhá sono à ,その uwasawa hon honto ka ka shirabemasu. Ý là tôi sẽ điều tra xem là cái tin đồn đó, cái uasa là cái tin đồn đúng không nào? Nó có phải là sự thật hay không? Nhá. Yeah. Rồi, ok. Thế tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái mẫu câu nữa cũng rất là đơn giản và dùng cũng rất là nhiều luôn, đó là vete mimasu. Động từ chia về thể t sau đó cộng với mimas là gì nhỉ? Mình thử làm một cái gì đấy. Ăn thử là gì? Tabete mi đó, tabete Hay là mặc thử, kite mimas Đúng không? Là động từ mặc đấy nhá mọi người nhá ừ, Kite mimas. Đấy Rồi thì bây giờ chúng ta nhìn ví dụ ở đây này À, atarashi kutsu o haite Nghĩa là mình sẽ đeo thử, đi thử cái đôi giày mới Được chưa? Haku Haku dùng cho cái trường hợp là mình đeo giày, xỏ giày Hay là uh, mặc quần Hay là xỏ tất Đúng không mọi người? Nhá Đấy, tiếp theo là chúng ta đến với uh, các mẫu câu liên quan đến cho tặng biếu ừ. cái này thì thực ra thực chất ra là ở bài 7 đúng không ở bài 7 đó chúng ta có học rồi đấy thì nó sẽ là cái dạng gì nhỉ age de morau age morau và một cái nữa là cư-đê-đự ba cái đúng không đó thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ có age đự trước thế nhưng mà ở cái bài này thì nó sẽ không không đơn thuần là age đự không nữa Đúng không? Nó sẽ không đơn thuần là được không nữa Mà nó sẽ có những cái cách nói mà gọi là uh, Khiêm tốn hơn, lịch sự hơn Và trái ngược lại cũng sẽ có những cách nói Mà nó xuồng xã hơn để thay thế cho nhớ Thì ở đây chúng ta có ba cái là Yarimasu, agemas Và sashi agemas". Nó được sắp xếp theo thứ tự uh, Lịch sự tăng dần Lịch sự tăng dần đấy Tức là cái yarimasu sẽ là cái xuồng xã nhất Sau đó đến agemas Nó sẽ là cái dạng uh, bình thường Đúng không? Còn cái dạng sashiagemas sẽ là cái dạng gì nhỉ? Gọi là lịch sự nhất, lịch sự cao nhất Là mình dịch là biếu đấy, trong tiếng Việt của mình Đúng không? Thì ở đây sẽ là gì đấy? À, cái cách dùng chắc là chúng ta đã đều quen thuộc rồi Hito nhị Đúng không? Hito nhị Cái người nhận sẽ đi với trợ tình nhị Rồi sẽ là mono Một cái gì đó Đi với trợ từ ô Đúng không? Rồi cộng với uh, à, Sashiagemas, agemas hoặc là yarimas Đấy Thì tặng đối tượng ở đây ví dụ đầu tiên là tặng là giám đốc đúng không? Shacho ni presento tức là mình tặng quà cho giám đốc ý là mình biếu quà cho giám đốc đúng không mọi người? Được chưa? Đấy thì dùng cái cách dùng nó lịch sự hơn mà thôi nhé. Còn nghĩa nó giống nhau. Tiếp theo mình có gì đấy? Tomodachi ni tanjobi tanjobi no presento agemashita. là tôi đã tặng quà sinh nhật cho đứa bạn đúng không? Và cuối cùng khi mà nói cho những cái đối tượng thấp hơn mình ở cái địa vị thấp hơn mình chẳng hạn sẽ là dùng yarimasu là kodomo ni okashio ừ, ý là mình cho đúng không? Ừ, cho con nó kẹo hay đứa, cho đứa trẻ nó à, cho cái đứa trẻ kia kẹo chẳng hạn đấy rồi thì tương tự như thế thì ở cái mẫu câu moraimasu đúng không moraimasu mình cũng sẽ có cái cách nói mà nó sẽ khiêm nhường hơn nó sẽ lịch sự hơn ở đây thay vì là moraimasu mình còn có một cách nói nữa lịch sự hơn là itadakimasu itadakimasu chứ nó không có cái cách nói xuồng xã À, giống như là cái agemas vừa rồi nhá agemas thì sẽ có cách nói là yadimas sẽ là cách nói xuống xã dạ hơn nhưng ở moraimas thì chỉ có hai cái thôi một là moraimas hai lịch sự hơn sẽ là itadakimas được chưa nào thì à, cái cách dùng của nó thì vẫn là gì đấy hito kara hoặc là hito ni đấy một trong hai cái mọi người nhá hito kara hoặc là hito ni rồi đi với nani nani ô tức là một cái đồ vật gì đó một cái món quà gì đó Rồi cộng với itadakimasu hoặc là moraimasu Là cái việc mình nhận được cái gì đó từ ai đấy Được Nhận được cái gì đó từ ai đấy Đấy Ví dụ này Obasan ni e kawaii seita o moraimashita À tôi đã nhận được một cái chiếc áo len rất là dễ thương từ à, từ, từ bà của mình Đúng không? Từ bà của mình Obasan Rồi cuối cùng là kuremasu Kuremasu thì là gì nhỉ? À, nó vẫn là ai đó cho mình cái gì đúng không? dịch dịch thì vẫn dịch là cho thế nhưng mà vẫn là hành động mình nhận từ người khác đó thế nhưng mà cái trợ từ nó sẽ khác nhau mọi người để ý cái trợ từ của cái mẫu câu moraimas và kudemas đúng không về mặt sắc thái ý nghĩa thì đều là người khác cho mình cái gì tức là moraimas và kudemas về mặt ý nghĩa nó sẽ là giống nhau đúng không thế nhưng mà khi mà phân biệt thì mình sẽ phân biệt bằng cái trợ từ đi với người thực hiện hành động thì vừa nãy chúng ta nhìn thấy ở cái gì nhỉ? Ở cái modaimas Thì cái người mà cho chúng ta ấy Sẽ đi với kara hoặc là nhí Đúng không? Đó, thế nhưng mà ở kremas Thì cái người cho chúng ta Sẽ đi với trợ từ gì mọi người? Gá hoặc là vá Nhớ nhá, nhớ kỹ cái này nhá Đấy, cái này rất là hay gặp Thậm chí đến tận N2, N3 Nhớ, N2, N3 Các bạn luyện đề, các bạn vẫn sẽ thấy Những cái cách, những những cái câu hỏi liên quan đến liên, liên quan đến cái việc phân biệt là kuremas và moraimas gặp rất là nhiều luôn đấy thế nên là nhớ cái này được chưa nào thì ở đây chúng ta có kuremas là cái cách nói rất là quen thuộc rồi thì à, thay vào đó một cách nói lịch sự hơn sẽ là kudasaimas vẫn là ai đó cho mình cái gì đúng không ví dụ kareshi ga e, bara no hana o là anh người yêu đúng không thì đã à, tặng cho tôi một cái gì đấy một cái đóa hoa hồng đúng <laughs> chưa? OK. Đấy thì tiếp theo chúng ta vẫn là cái dạng liên quan đến cho tặng cái gì đấy. Nhưng mà sẽ là làm cho. Đằng trước nó sẽ là một động từ chia về dạng thế thể t, đúng không? Thì đối với agemas nó vẫn là ba dạng Sashiagemas, agemas và yadimas. Nhưng đằng trước nó sẽ không phải là ố luôn mà sẽ là vt Sashiagemas vt agemas và vt yadimas. Nó hoàn toàn tương tự như cái trên, chẳng qua là thêm cái vt thôi. Nhiều thấy cho đơn giản, được chưa? Chúng ta nhìn ví dụ luôn này à, à tôi đã cho anh tổ trưởng vay tiền Đúng không? Cái mẫu câu VT AGEMAS Nó sẽ là mình làm cho người khác Hoặc một người A sẽ làm cho một người B Chứ không bao giờ có việc là người khác làm cho mình Đúng không? Mình sẽ không bao giờ nhận hành động Mà mình sẽ cho Hoặc người này cho người kia được chưa? chỉ có hai mẫu câu tiếp theo đó là modai mas và kureimas thì mình là người nhận hành động thôi đúng chưa nào nhớ đấy tiếp theo tương tự hai cái mẫu câu dưới cũng thế mọi người nó chỉ là thêm vt và mà thôi kết hợp vẫn là vt itarakimas và vt modai mas ai đó làm cho mình đúng không ví dụ này buto nị depo to mitarakimas tức là à, tôi nhờ anh trưởng phòng đúng không xem giúp tôi cái báo cáo đấy. tức là anh trưởng phòng xem cho tôi cái báo cáo đấy đơn giản là như vậy hay là tương tự à, đúng không? Vẫn là VT Kudasaimas hay là VT ừ. Um, Kuremas Được chưa? Thì nó sẽ là gì nhỉ? Chúng ta nhìn ví dụ nhá Shacho wa watashi no musume ni, eh, shodo à, tức là ai nhỉ? Giám đốc thì đã dạy cho con gái của tôi Cái shodo là thư đạo Như là cách viết thư đạo Được chưa? Hay. OK, khá là đơn giản đúng không mọi người chỉ cần ngồi ngồi lại một chút, mình nghe mình hiểu rồi. Thế nhưng mà để mà sắp xếp nó trong não một cách gọn gàng nhất, thì mọi người hãy tự ngồi lại và tự viết lại những điều mình cần phải chú ý. Do thậm chí là mọi người có thể đang xem uh, video chẳng hạn thì mọi người hãy bấm uh, bấm pause bấm dừng lại. Đói, sau đó mọi người ghi ra những cái những cái chú ý mà vừa rồi trên dây còn nói chẳng hạn nhá. Sau đó mọi người có thể tự hình dung lại Tự nhầm lại một lần nữa ở trong đầu Để biết được, để phân biệt rõ được Để não của mình sắp xếp lại được tất cả những thông tin Mà mình cần phải phân biệt, cần phải nhớ Được chưa nào? Đấy, thì sau này mình sẽ không bị lẫn nữa Chứ đừng để tất cả nó thành trở thành một mớ hỗn độn Ở trong đầu thì càng về sau mình sẽ càng bị lẫn Nhá, rồi, ok Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu câu Cũng rất là hay dùng Mẫu câu này sẽ mang nghĩa là Làm hành động V cho mục đích N1 Đúng không ạ? Cái chợ từ nhí sẽ là cái phần xác xác định cái mục đích của mình Ok, thì thường sẽ là những cái hành động như thế là mình mua cái gì đó để làm quà này Hay là mình tặng cái gì đó để làm kỷ niệm chẳng hạn Chúng ta nhìn ví dụ nhé à, Tôi là người no omiyage Chủ ngữ là tôi đúng không ạ? Ừ. Tôi thì đã mua Đấy. Tôi thì đã mua, mua cái gì ạ? Mua cái con búp bê Búp B để làm gì? Để làm quà của cái chuyến du lịch Được chưa? Tức là tôi đi du lịch và tôi mua cái con búp bê đấy để mang về làm quà cho cho mọi người Đấy, kiểu nó như thế, ý là như vậy Đúng chưa? Ừ, rồi nhá Tiếp theo một mẫu câu nữa cũng rất là quen thuộc luôn Thà mê nhị ừ, Vế đự hoặc là danh từ cộng với nộ Thà mê nhị Là để Dịch là để hay là vì Thể hiện cái mục đích đúng không? Để mà làm, để mà đạt được một cái mục đích nào đó thì mình sẽ nỗ lực, mình sẽ cố gắng làm gì đấy ở đằng sau. Nó có cái sắc thái đấy nhé mọi người nhé. Chúng ta nhìn vào ví dụ này. Đại học ni hai ru tame benkyo Hay là N3, um, n hay là N4 ni đúng không? Isho kenme benkyo hay là benkyo Chẳng hạn Nhá. Thì đây mình có là gì nhỉ? <laughs> để mà có thể vào được trường đại học thì tôi uh, rất là nỗ lực để học Hay là để mà đỗ được nửa bốn thì tôi cũng sẽ nỗ lực chăm chỉ học hành đấy kiểu là như vậy được chưa ừ. rồi tiếp theo uh, một cách nói nữa Vết đự nộ no, nhị hoặc là danh từ đi với nhí luôn nhá có hai cách kết hợp một là vết đự nộ no, cộng với nhí hoặc danh từ cộng với nhí dịch là gì ạ nó biểu thị một cái mục đích nào đó uh, thường là dùng để làm gì đấy có một cái gì đó dùng để làm gì đó Hay là cho cái gì đó Ví dụ này, nhìn ví dụ chúng ta sẽ dễ hiểu hơn đúng không? Yakan wa oyu wakasu no ni ừ. Tức là cái ấm ấy Ấm ý là cái ấm nước ấy mọi người ừ, Cái ấm thì nó sử dụng để Đúng không? Để làm gì đấy? Đun sôi nước Đấy, được chưa? Sử dụng để đun sôi nước Vậy thì cái sứt nồ nhí ở đây đúng không? À, cái nồ nhí ở đây nó sử dụng, nó sẽ dịch là để mà nói về mục đích sử dụng của một cái gì đấy Được chưa? Tiếp theo, ví dụ số 2 e, Vế rự nộ -no. Tiếp theo là danh từ Vẫn thế đúng không? Cộng với nhi Cộng với yakuni thật sự Hoặc là iru Yaku thật sự là có ích này Giúp ích này Hay là đự là cần thiết này Y là tốt này Hay là bendi là tiện lợi Hay là hitio cũng là cần đúng không? Thì nói về những cái đánh giá Đấy, cái gì đó thì có ích cho cái gì đấy Hay là cần cho cái gì đấy, tốt cho cái gì đấy, tiện lợi cho cái gì đấy Đúng không? Chúng ta nhìn ví dụ nhá Furoshiki wa mono tsutsumu ni benri chủ ngữ đây là cái furoshiki Cái furoshiki ở đây chính là cái khăn để gói đồ, cái khăn vuông ấy đúng không mọi người? Thì cái khăn vuông gói đồ đó thì nó tiện lợi Đúng không? Dịch từ dưới lên Nó tiện lợi cho, cho cái việc gì đấy, cho cái việc gì đấy Gói đồ, bọc đồ Đó, được chưa? Dịch chủ ngữ trước, sau đó mình dịch À, cái cái động từ hay là cái cái từ ở cuối đúng không? Sau đó dịch ngược lại. Đó những cái câu đơn để dịch như vậy. Chưa? Rồi tiếp theo cái cách dùng thứ ba thì mình sẽ có vẫn là về tự nộ hoặc là danh từ cộng với nhí đúng không? Cộng với jikan ga kakaru hoặc là okane ga kakaru. Tức là mình tốn tiền hoặc tốn thời gian cho cái việc gì đấy. Ví dụ này. có kuruma o shiuri 2 Tức là mình sẽ tốn 2 tiếng đồng hồ cho cái việc sửa chữa cái chiếc ô tô này, đó đơn giản không mọi người. Đấy, mọi người đã hình dung lại được mẫu câu ngữ pháp này chưa? Rồi ok nhá. Tiếp theo chúng ta đến với à, hai cái lượng từ là quá và mũ, đúng không? Thì à, cái lượng từ quá này, nó đúng không? Là cái lượng từ cộng hóa này thì nó sẽ biểu nó sẽ biểu thị cái ý là tối thiểu, đúng không? ít nhất cũng phải chiều à, ít nhất cũng phải gần đấy. Ví dụ này. Tức là à, cần ít nhất hay là tối thiểu 10 người để tổ chức cái bữa tiệc Để chuẩn bị, để sắp xếp, để à, các thứ các thứ cho cái bữa tiệc đó chẳng hạn Đúng không? Thì tối thiểu cần phải có 10 người, nhiều hơn thì càng tốt Đấy, tiếp theo ở cái lượng từ cộng với mố ấy, thì nó sẽ là nhấn mạnh cái gì đó là nhiều Những bao nhiêu đó, tận bao nhiêu đó Ví dụ này, 学校まで行くのに2 Đúng không? Tức là mình tốn tận 2 tiếng đồng hồ để đi đến đi đến đâu? Đi đến trường Đấy, Tức là cái thời gian đó mình đang muốn thể hiện rằng là nó như thế là nhiều rồi Đúng chưa? Rồi nhá Đấy, ok. Tiếp theo So this. Ừ, cái này thì rất là đơn giản đúng không? So this. thì đầu tiên ở cái sắc thái, ở cái mẫu câu này nó sẽ mang nghĩa là trông có vẻ nhìn bằng mắt để mình phán đoán trông có vẻ sắp thế nào đó nhớ yeah. thì ở đây thực ra nó sẽ chia nhỏ ra làm hai cái sắc thái cái sắc thái đầu tiên là cái dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với sổ so để là dự đoán về một cái gì đấy mình nhìn và dự đoán là có vẻ như là cái gì đó nó sắp xảy đến rồi ví dụ này nhìn mốt ga ở chi <laughs> để tức là cái đồ gì đó nó có vẻ sắp sắp rơi đến nơi rồi đấy còn ở cái sắc thái thứ hai thì nó chỉ đơn giản là trông có vẻ nói về một cái tính chất nào đó thôi đúng không? Ví dụ như là Kono ke ki xí sổ desu À cái bánh kem này trông có vẻ ngon Đấy, Trông có vẻ ngon Đúng không? Đó. Thì nó có chia rõ ra hai cái sắc thái như vậy Mình gộp lại mình đều đều có thể dịch là À ah, có vẻ, trông có vẻ hay là có vẻ sắp Đấy, nhớ. Rồi tiếp theo Vete kimasu Động từ chia về thể T cộng với kimasu Là cái dạng mình à, Đầu tiên là gì ạ? Đi làm việc gì đó rồi quay trở về đi làm việc gì đó rồi quay trở về Chứ kiểu là uh, đi ra siêu thị mua cái gì đó rồi về rồi quay lại điểm ban đầu điểm cái, cái điểm mà mình đang đứng nói này đúng không rồi sẽ là uh, đầu tiên ví dụ là gì demo katekimas ý là tôi đi gọi điện thoại cái rồi tôi về có thể là mình đang đứng đây đúng không mình đi ra ngoài mình gọi điện thoại rồi mình lại quay trở lại cái vị trí ban đầu này hay là cái sắc thái thứ hai là đã trở nên thế nào đó rồi tức là nói về cái việc gì đó nó bắt đầu nó bắt đầu xuất hiện ví dụ À, suy ga esuiteta. Trời ơi, bụng đói rồi. Ý là bụng bây giờ nó bắt đang bắt đầu kêu nó bắt đầu reo lên rồi. Đấy nhá. Rồi. Hay, tiếp theo, ừ, quá nhiều, đúng không? Thì mình nhớ cái kết hợp của nó nhá, động từ phải bỏ mát sự đi, hoặc là tính từ đuôi y bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na đi, cộng với là quá. Cái gì đó quá, ăn quá nhiều, học quá nhiều. Đúng không? Uống quá nhiều, Đấy. Ví dụ đây là Kino osake o wo nomi Hôm qua tôi đã uống quá nhiều rượu. Đúng chưa? Đấy. Tiếp theo này. À, vẫn là dạng động từ bỏ mát sự đi. Đó, những cái mọi người có thấy là những cái mẫu câu mà à, dạng động từ bỏ mát sự rồi cộng với cái gì đó nó khá là đơn giản, khá là dễ nhớ không? Ừ, thực thường thì nó chỉ có một nghĩa. Đó. Và cái kết hợp này cũng rất là đơn giản, chỉ có mỗi động từ bỏ mát sự thôi. Đó, thế nhưng mà đặc biệt phải nhớ là nó là dạng động từ bỏ mát sự đi Đấy, mọi người mình phải để ý cả nghĩa này, cả kết hợp của nó nữa Thì mình mới có thể dễ dàng chọn ra được đáp án đúng Và không bị phân vân những cái khác như mọi người nhé Thì ở đây có động từ bỏ mát sự cộng với yasui desu Hoặc trái ngược của nó sẽ là ni cười Yasui sẽ là dễ, còn ni cười sẽ là khó ừ. Ví dụ ở đây là gì đây? À, kono computer wa à, tsukai yasui Cái máy tính này thì rất là dễ dùng Đúng không? Còn ashi ga itai no de a cười để vì là chân tôi đau nên là khó di chuyển, khó đi bộ đấy, đúng không? Ừ. OK. Tiếp theo chúng ta có à, cái dạng tính từ bổ nghĩa cho động từ. À, tính từ bổ nghĩa cho động từ mình sẽ có tính từ đuôi y bỏ y thêm cự tính từ đuôi na bỏ na thêm nhị cộng với một động từ ở đằng sau nhớ tính từ đuôi y bỏ y thêm cự na bỏ na thêm nhí được chưa ví dụ này ô tô chỉ Tức là vì là cái tiếng cái âm thanh nó đang hơi nhỏ thế nên là hãy gì đấy làm cho nó to lên đi làm cho nó to đúng không dịch động từ trước rồi thì tính từ sau phải làm cho nó to lên Được chưa nhớ ừ, rồi hay là cách nói tiếp theo danh từ cộng với nhìn nói về cái, cái sự lựa chọn của mình mình chọn cái gì đấy đúng nào? Thì ở đây là mình chọn cái danh từ nào đó đúng không? Ví dụ ở đây mình có là gì? À bang go hang wa washoku ni shimasho. À, tức là mình chọn cái gì đấy? Chọn cái washoku kia. Washoku là gì mọi người nhỉ? Washoku chính là những cái bữa ăn kiểu Nhật. Đúng không? Cứ có thêm cái chữ wa đằng trước thì nó sẽ là mang cái phong cách cái sắc thái của Nhật. Mọi người nhớ. Thì ở đây là gì nhỉ? À tức là cái bữa tối ấy thì mình quyết định là ăn ăn đồ Nhật đi. Đấy, được chưa? Ừ, ý là ăn những cái món ăn mang phong cách Nhật ấy. Được chưa Rồi tiếp theo nhá, một câu nữa. Ba ai ờ bai à, về mặt từ vựng cái từ bai này cũng là trường hợp rồi mình có thể nhớ theo từ vựng cũng được mọi người ạ nhưng mà nhớ là nó cũng là một mẫu câu ngữ pháp nó sẽ kết hợp với những cái dạng nha về về tà về nai tính từ đi tính từ đi na và danh từ nô no, bài nữa nhá là trong cái trường hợp mà thế nào đấy khi mà thế nào đấy thường sẽ dịch là trong cái trường hợp nào mà thế nào đấy chị để cho nó dễ phân biệt với những cái như là thuộc chẳng hạn đúng không thuộc kỳ thì là khi rồi cái nào mình dịch là khi thì sẽ khó phân biệt á nên mọi người dịch đúng cái sắc thái của nó là à trong cái trường hợp thế nào đấy thì nó sẽ ok hơn đúng nào thì mình có ví dụ đây là gì nhỉ chưa hiểu nhỉ mà như áo này bài và trong cái trường hợp mà không đến kịp giờ học thì hãy liên lạc cho lớp trưởng class cho nhé hay, tiếp theo nổ no, nhĩ à nhĩ no, vậy mà thế mà đúng không nó biểu thị một cái kết quả ngoài cái dự đoán ngoài cái dự tưởng của mình ví dụ này phuyu uh, no do no shite ừ, tức là những cái ngọn núi mà vào mùa đông đúng không thì sẽ làm sao nhỉ sẽ rất là nguy hiểm tức là nếu mà leo lên đó sẽ rất là nguy hiểm thế nên là À, vậy mà đúng không vậy mà sao cậu lại còn leo lên đấy doshite no nhá rồi tiếp theo tokoro desu nó sẽ có ba dạng kết hợp về đự về tê đự và về vê mọi người nhớ nhá đó là cái tokoro này nó có uh, khá là nhiều sắc thái nghĩa ở những cái cấp độ khác như là N3 hay lên N2 là vẫn sẽ còn gặp lại cái tokoro des này. Thế nhưng mà cách kết hợp của nó thì cũng chỉ lanh quanh ở về đự Teiru và beta tokoro desu Nó sự thôi Còn nó sẽ không kết hợp với những cái khác Đấy Nhớ. Rồi thì ở đây mình sẽ tương ứng với từng cách kết hợp Mình sẽ có những cách dịch khác nhau đúng không? Sẽ là Veru tokoro des Nó sẽ là gì nhỉ? Chuẩn bị làm Đấy, Chuẩn bị làm Veru mà Chưa làm đúng không? Chuẩn bị làm Còn về tê đự là đang làm Còn Veta là vừa mới làm Đấy Ví dụ này à, Ví dụ của cái nghĩa đầu tiên Veru tokoro des Là chuẩn bị làm đúng không? Mô nó copy xí À ý là cậu đã copy đúng không Cái bài cái bài báo cáo chưa Đấy Thì bạn A trả lời là Yie kore kara À chưa em chuẩn bị làm đây Bây giờ em chuẩn bị làm đây Được chưa rồi, nghĩa thứ hai về teru tokoro là đang làm đúng không? Mình có ví dụ là gì đây? Ongak, 音楽, à, ongakai wa rokuji ni hajimarimasu. Đúng không? uh, Tức là cái buổi uh, gì nhỉ? Cái buổi buổi hội, cái một cái đêm hội âm nhạc nào đó chẳng hạn. Đó, đúng không? Thì nó sẽ được bắt đầu từ lúc 6 giờ. Uh, vậy thì bây giờ, đúng không? ít Bây giờ thì chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị cho cái khai cái hội trường đó. Và cái nét nghĩa cuối cùng là Veta tokoro desu Mình vừa mới làm cái gì đấy Thì chúng ta cùng nhau nhìn này tat tai ma des. Tức là cái xe service nó vừa mới xuất phát xong. Đấy, vừa mới xuất phát xong, gần gần cái thời điểm nói này thôi, nó không đi xa, nó không xa. Đó, về cái thời gian nó sẽ không quá xa. nhớ Đấy, tương tự mình sẽ có một cái là veta bakari des. Là cũng là vừa mới đúng không? Mình vừa mới À, học ở phía bên trên vừa mới ôn ở phía bên trên là một mẫu câu mẫu câu là veta tokoro des cũng là vừa mới. Vậy thì hai cái này nó có sự khác nhau gì không? Cũng có. Nha, cũng có. Đó là cái veta ờ uh, veta TOKORO des nó sẽ thường phần lớn nó sẽ là những cái hành động mà nó mới xảy ra gần thời điểm nói thôi, gần cái thời điểm mình nói. Còn cái veta bakari thì nó sẽ dựa vào cảm xúc của người nói. Có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm Chỉ cần người nói cảm thấy đó là thời gian ngắn Nó là mới đây Thì đều có thể sử dụng được v tả mọi người nhé Nhá Bất kể là bao giờ, tức là tôi mới tôi mới kết hôn được 10 năm đây thôi mà Đúng không? Có thể là đối với người nghe thì mình sẽ cảm thấy là 10 năm cũng lâu rồi Nhưng mà đối với bản thân người nói, người ta cảm thấy là cái thời gian đấy Nó rất là nhanh, nó là một thời gian ngắn ngủi thôi Thì người ta vẫn sử dụng được v Bacardi được không mọi người? Nhá ấy mình xem ví dụ của Beta Bakari. À, uh, Saki Hiro Hango Tabeta Bakari des. Tôi vừa mới ăn cơm chưa xong. Đói, thời điểm không xác định. Vừa mới có thể là 5 phút, 10 phút, 15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Tùy người ta. Nhớ, người ta không nói rõ ra. Tùy cảm xúc của người ta. Được chưa nào? Ấy tiếp theo chúng ta có Hazu Has Hazu. Ừ. Đầu tiên cái sắc thái của ha dự ở đây nó sẽ là một cái dạng phán đoán chắc chắn là là những cái phán đoán dựa trên những cái căn cứ, những cái cơ sở khách quan nào đấy để mình đưa ra cái phán đoán. Ví dụ này. Yuki ga futte kimashita samui Vì là tuyết nó rơi rồi thế nên là chắc chắn là trời sẽ lạnh. Đấy. Cái yếu tố khách quan ở đây là gì? Là tuyết nó rơi, đúng không? Dựa vào cái yếu tố đó mà mình đưa ra cái phán đoán đúng không? Ừ, chắc chắn là. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta có so vẫn là so this. Vậy thì nó khác gì với cái so this mà vừa nãy chúng ta cùng nhau ôn xong đúng không? Thì ở bên trên chúng ta so this là gì nhỉ? Trông có vẻ, có vẻ sắp, đúng chưa? Còn so this ở đây nó dịch là gì nhỉ? Nghe nói là à kết hợp nó khác nhau ấy mọi người, mình có thể dễ dàng phân biệt đúng không? Kết hợp của so this với nghĩa là trông có vẻ hay là uh, có vẻ sắp nó sẽ kết hợp với gì nhỉ? Động từ bỏ mát sự đi. Đúng không? Tính từ đuôi y bỏ y, tính từ đuôi na bỏ na. Còn ở đây chúng ta có gì? thể thường động từ chi về thể thường với tự với nai về, về, na, về tả đúng không tính từ đôi y để nguyên tính từ đôi na bỏ na đi thêm đà nó chỉ về thể thường mà danh từ cũng thêm đà cũng với số để ví dụ này Thank you ô hô ni yoru to ashita ame ga furu à, thì cái ni yoru ở đây bản chất nó cũng là một mẫu câu ngữ pháp và nó rất là hay đi với những mẫu câu nghe nói ở đây có nghe nói là số để đúng không danh từ ni yoru to cộng với nani nani sổ để Mọi người có thể ghi lại một cái cặp đấy nhá, Là dựa theo Theo như cái thông tin dự báo thời tiết Thì nghe nói là Ngày mai trời sẽ có mưa Đó, Nhớ không? Ok, rồi tiếp theo chúng ta đến với một câu nữa Yo this. <laughs> Yo this Là dạo gì nhỉ? Phán đoán Hình như là, dường như là Thế nhưng mà nó phán đoán này Không chỉ đơn thuần là phán đoán bằng mắt Giống như là cái so this ở ở, ở phần phía bên trên đúng không? Mà ở đây nó sẽ là những cái phán đoán dựa trên tất cả những cái giác quan của mình, có thể là mắt, có thể là tai, có thể là mũi, Đấy, hay là có thể là xúc giác, hay là cũng có thể là bằng cảm giác, Đấy, được chưa? bằng cảm giác cũng được. Đấy. Rồi thì mình nhìn, nhìn ví dụ này. Kaliwa ngay chiếu vô shita cửa style, hình như là anh ấy đỗ nửa một rồi. Thì mình có thể dựa vào cái gì? à có thể là nhìn thấy anh ấy à, đang rất là hớn hở, đang rất là vui mừng sau khi xem kết quả chẳng hạn, đúng không? đấy mình dựa vào cái cảm giác thôi, hay dựa vào cái mắt nhìn của mình cũng được, không ảnh hưởng gì cả. được chưa? rồi, hãy, desu ne tiếp theo đến, à mi tai à, thực ra cái mi tai thì nó là cái dạng văn nói, ừ, văn nói của hiểu Mi tai sẽ là văn nói của yo Thì mọi người thấy ở đây mi tai nó cũng dịch nghĩa là dường như hình như giống cái yo ở phía trên Đúng không? Ừ. Nhưng có một cái duy nhất khác biệt đó là cái kết hợp của nó với danh từ Danh từ đi với yo thì nó sẽ là ở phía trên có gì đấy Danh từ đà cộng với yo Ở phía dưới thì danh từ kết hợp trực tiếp với mi tai Đấy. Kể cả những cái nét nghĩa về sau lên N3 Các bạn có học đi chăng nữa Thì yo với mi tai nó cũng đều bằng nghĩa nhau Chỉ có cái là cái kết hợp của nó với danh từ nó sẽ có sự khác biệt. Đấy, kết hợp với danh từ sẽ có sự khác biệt. Khác biệt thế nào thì đến N3 các bạn sẽ 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 nhìn kỹ lại nhá, sẽ nhớ cái đấy, được chưa? Thì nghĩa vẫn như vậy, chúng ta nhìn này, ví dụ senwa konai mitai desu ne. như là cô giáo không đến hay sao Dường như là cô giáo không đến. Đúng không? Ừ. Hay, ok. Tiếp theo chúng ta có một cái nữa mà rất là nhiều bạn hay nhầm cái này rất là nhiều bạn hay nhầm luôn đó là bình thường mình hay nói là có cái gì đó thì mình sẽ nói là gì a à đựng đúng không có cái vật gì đó sự vật gì đó đồ vật gì đó là a đựng nhanh gì hoặc là có người gì đó có con vật gì đó sẽ là gã y đựng đúng chưa đấy là n năm thế nhưng mà có một số những trường hợp đặc biệt cũng dịch là có cái gì đó thế nhưng mà lại không dùng a à đựng đúng không ở đây chính là trường hợp đặc biệt như vậy đó là có cái mùi vị có cái âm thanh có cái uh, tiếng động hay là có cái hình dạng gì đó, đấy, có cái mùi hương gì đó, đúng không? đấy thì nó sẽ không dùng a mà dùng sử, dùng sử được chưa? thì đây sẽ là otogas sử, hay là nioi gas hay là aji là có cái mùi, có cái âm thanh, có cái màu sắc, có cái hình dạng gì nó đều được. nhá, ví dụ này kodomo <laughs> koe à, shimasu à, có tiếng à, em bé, à, có tiếng một đứa trẻ nào đấy dịch như vậy đừng nhầm với a được được chưa nào đấy. rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái thể mà chắc hẳn là có rất là nhiều bạn vẫn còn đang hoang mang ừ, mình tóm gọn lại đầu tiên về cách chia vẫn như thường lệ thì các bạn vẫn sẽ tự xem lại giúp mình nhá cái đấy thì nó không có gì cả chỉ là mình bắt buộc phải chia thật là nhiều để quen thôi chứ không có cách nào để mà nói một lần mà các bạn có thể nhớ nhớ luôn được rất là khó Yeah. thế là mình sẽ mọi người sẽ ngồi xem lại và chia thật là nhiều thật là nhiều động từ ra tất cả những động từ mình biết mình sẽ ngồi mình chia hết ra nhớ yeah. dùng dùng nó quen đi được chưa là cái dạng xa xe được nó xá xe được ở đây có hai cách dùng thì mọi người sẽ thấy đó là đầu tiên vẫn luôn luôn là cái người bị sai khiến người bị sai khiến có hai dạng ở cái nghĩa à, ở cái cách dùng đầu tiên là người bị sai khiến đi với trợ từ nhí đúng không? Đi với trợ từ nhị cộng với một cái tân ngữ này nhanh nhị là một cái danh từ này, một tân ngữ đi với trợ từ ố và động từ sẽ là tha động từ nhớ nó là tha động từ người biết tha động từ là gì không? Tha động từ là những cái động từ đi với trợ từ ố <laughs> đúng không? Ừ. rồi nhá thì ở đây mình sẽ nhìn vào ví dụ luôn này. À, tôi là học sinh. Đúng chưa? À, học sinh, Việt Nam ngữ, sử scawase này Thì cái động từ chia về thể sai khiến ở đây của mình chính là động từ scawase nai. Scawase được chia sang thể hai thành scawase này Và cái người bị sai khiến đây là học sinh đi với trợ từ nhỉ. Đúng không? Cái mẫu câu ở dạng thể sai khiến này mình sẽ dịch với các nghĩa như là khiến cho, bắt cho hay là cho phép. Đúng không? Thế nhưng ở cái từ động từ chia về thể sai khiến của mình nó lại chia sang thể phủ định nữa, tức là không cho, đúng không? Không cho phép. Đấy, thì đây mình sẽ dịch là gì đấy? Tôi không cho phép học sinh sử dụng tiếng Việt hay là nói tiếng Việt trong giờ học, giờ học tiếng Nhật chẳng hạn. Đúng không? Mọi người hình dung được không? Ừ. Nhớ, thì khi mà cái động từ là tha động từ Cái động từ cuối cùng ấy là tha động từ Cái động từ chia với dạng thể sai khiến là tha động từ Thì cái người bị sai khiến sẽ đi với trợ từ nhí Được chưa nào? Tiếp theo ở cái dạng thứ hai là mọi người thấy luôn Cái động từ đằng sau là cái động từ đi với gì nhỉ? Tự động từ đó, tự động từ đấy thì ở đây cái người bị sai khiến nó chuyển sang đi với trợ từ gì rồi mọi người trợ từ ố đúng không trợ từ ố mình nhìn luôn này Yojihany kase san o kairaser tức là tôi cho học sinh đấy, cho phép mà đúng không? tôi cho học sinh về lúc mấy giờ lúc 4 giờ được chưa à, hình dung ra không nhỉ rồi tiếp theo mình đến với hai cái mẫu câu cũng rất rất là hay dùng ừ. Đầu tiên là Ve sasete itadakemasen ka Chính là động từ chia về thể sai khiến Ve rự Rồi chia sang thể tệ Thành ve tê Sau đó cộng với đuôi Itadakemasen ka Nhá. Thì cái này mọi người hãy phân biệt với cái mẫu câu ở đầu khóa N4 Đó là VT Itadakemasen ka Đúng chưa? Một cái là VT, một cái là tê thì cái VT Itadakemasen cá nó là nghĩa gì mọi người? Nhờ ai đấy làm cho mình Đúng không? Nhờ người khác làm Hành động V đó sẽ là ai làm nhỉ? Đối phương Đúng chưa ạ? Ừ. Kiểu như là anh chỉ giúp tôi cái chữ kanji này được không? Đấy, người thực hiện hành động sẽ là cái người kia, người nghe Còn ở cái ct itadakemasen ka Thì là hành động do ai làm ạ? À? Người nói là Nhưng mình xin người khác cho mình làm một cách lịch sự Đúng không? Nhìn ví dụ nhá. Astaji à ga kara ka? Ừ. Vì ngày mai em có một chút việc bận thế nên là có thể cho phép em nghỉ một ngày được không? Hành động nghỉ là ai nghỉ ạ? À? Người nói nghỉ. Đấy nhá. Thì mọi người phân biệt đơn giản là VT itadakemasen ka, đúng không? VT itadakemasen ka sẽ là người người khác thực hiện hành động. Còn về sao CT ka sẽ là người nói thực hiện hành động. Đấy, nhớ cái đấy cho cái phần nghe của N3 cũng sẽ gặp rất là nhiều cái dạng như thế này Nên là bắt buộc mọi người phải nhớ Cái này nên tận N3 đi chăng nữa thì nó vẫn Nó được cho là kiến thức trung gian giữa N4 với N3 ấy. Nên mọi người bắt buộc phải nhớ cái này Rồi Tương tự như thế Về sasete itadake Itadakimasu Đây là một dạng truyền đạt Vừa nãy đã hỏi Đúng. ngay bên trên là Itadakimasen các là mình hỏi cho phép em làm như vậy được không, cho phép em nghỉ được không và cần phải có sự đồng ý của đối phương mình mới được mình mới được thực hiện, thực hiện hành động đúng chưa? Còn nhưng ở dưới nó chỉ là về sasete itadakimas là tôi xin phép làm thế này à, đấy thế nhưng mà nó chỉ là một dạng truyền đạt thông tin thôi à tôi xin phép về trước ạ Đấy ý là tôi muốn nói là à mọi người ơi mọi người làm tiếp đi tôi về trước nhé Đấy, thế nhưng mà nó lịch sự hơn thì người ta dùng cái cách nói này Chứ không cần phải có sự đồng ý của đối phương Được chưa? Phân biệt được hai cái này chưa? Nhớ Thì mình, à, ví dụ ở đây có luôn đúng không? kairasete itadakimasu Đúng Đấy, itadakimasu nhá Rồi, ok Còn thực chất ra thì mình, à, vốn dĩ là mình sẽ có thêm một phần tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ nữa của bài 49 50 đúng không ạ? Thế nhưng mà cái nội dung này là cái nội dung mà uh, thầy nghĩa đã có quay một cái uh, video uh, thậm chí là cô Thanh, thầy Dũng nữa đúng không? Cũng quay những cái video rất là hoàn chỉnh, rất là đầy đủ của hai bài này rồi. Thế nên là mình sẽ không nói lại cái phần này nữa mà À, mình sẽ chỉ dừng ở đây thôi nhé mọi người nhá. Mọi người có thể xem thêm cái video của thầy Nghĩa hay là thầy Dũng cô Thanh về những cái phần tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ để ôn lại kỹ cái phần này. Lên N3 chúng ta sẽ học thêm một chút những cái phần bổ sung của tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ nữa. Đấy thì là mình đã có thể yên tâm đi thi, không lo lắng về tôn kính ngữ và khiêm nhường, à, khiêm nhường ngữ nữa rồi. ¿Yですか? Hay ok, hy vọng là sau cái uh, video tổng hợp ngữ pháp N4 này thì sẽ có thể giúp cho các bạn có thể à, hình dung lại, à, tổng hợp lại được tất cả những kiến thức của N4 để có thể sẵn sàng bước vào phần học ngữ pháp của N3 nhé. Hãy, mình đã theo dõi.